Kho bạc Nhà nước vừa thông báo chi tiết kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2024 theo kỳ hạn. Kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2024 theo từng loại kỳ hạn được Kho bạc Nhà nước phân bổ thành 7 loại kỳ hạn, với tổng kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2024 là 400.000 tỷ đồng. Kho bạc Nhà nước cho biết trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh khối lượng phát hành kỳ hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước. Thưa quý vị, Hội nghị quốc tế thường niên về xuất khẩu trực tiếp B2B và lễ công bố 100 doanh nghiệp tiêu biểu tham gia gian hàng quốc gia Việt Nam Pavilion trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com do Bộ Công Thương phối hợp với tập đoàn Alibaba tổ chức đã diễn ra sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, mở ra cơ hội xúc tiến xuất khẩu trên nền tảng số. Năm nay, thương mại điện tử dự kiến sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng vào khoảng từ 18 đến 20% một năm. Trong khuôn khổ sự kiện cũng đã diễn ra lễ công bố 100 doanh nghiệp tiêu biểu tham gia gian hàng quốc gia Việt Nam Pavilion trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com. 100 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam được lựa chọn dựa trên 14 tiêu chí đánh giá, bao gồm chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu, tiềm năng xuất khẩu. Sáng nay tại khu công nghiệp Long Bình An, UBND tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với công ty cổ phần EREX của Nhật Bản đã tổ chức lễ động thổ dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối EREX Sakura Tuyên Quang. Dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối EREX Sakura Tuyên Quang được đầu tư trên quy mô 3,3 ha với mục tiêu sản xuất viên nén sinh khối và dăm gỗ. Nhà máy có công suất thiết kế sản xuất viên nén sinh khối 150.000 tấn sản phẩm một năm, dăm gỗ 150.000 tấn sản phẩm một năm, với tổng vốn đầu tư trên 478,8 tỷ đồng, tương đương hơn 20,4 triệu đô la Mỹ. Dự kiến nhà máy sẽ vận hành vào năm 2025. Dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối EREX Sakura Tuyên Quang góp phần hiện thực hóa chính sách giảm phát thải ròng của Việt Nam, cung cấp điện ổn định, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh Tuyên Quang, tạo việc làm cho lao động địa phương. Hiện tỉnh Tuyên Quang đã có 20 dự án FDI của 17 nhà đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư trên 340 triệu đô la Mỹ. Tỉnh Tuyên Quang cũng tiếp nhận viện trợ từ nhiều đối tác quốc tế, trong đó có các đối tác Nhật Bản đã hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang 25 dự án với tổng giá trị trên 1,4 triệu đô la Mỹ trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và môi trường. Thị trường chứng khoán trong nước tháng đầu năm đã có những bước phục hồi ấn tượng, vượt 1.258 điểm, kỳ vọng bứt tốc trong năm nay. Trong bối cảnh chính phủ và các bộ ngành có liên quan đã thể hiện quyết tâm cao về nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi. Thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm đến nay đã tăng trưởng đến 12%, hiện đã đáp ứng 7 trên 9 tiêu chí về xếp hạng nâng hạng thị trường chứng khoán. Những tín hiệu tích cực của nền kinh tế khiến niềm tin nhà đầu tư được củng cố. Ngay từ đầu năm 2024, nhiều yếu tố vĩ mô như lãi suất thấp, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chưa phục hồi mạnh đã khiến các nhà đầu tư chứng khoán kỳ vọng nhiều vào việc đi lệnh. Đặc biệt sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tâm lý hưng phấn trên thị trường chứng khoán rõ nét hơn. Vài phiên điều chỉnh ngắn hạn không làm giảm đi sự hứng khởi của nhà đầu tư và vì thế các mốc điểm liên tục được chinh phục, vượt qua nhiều dự báo. Số VN-Index cũng đã hồi phục rất là tốt trong năm 2023 và phục hồi cùng với xu hướng cái đà phục hồi của thị trường chứng khoán toàn cầu trong nửa đầu 2024 và với diễn biến phục hồi của lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt là quý 4 vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy là rất nhiều ngành nghề đã có cái xu hướng là tạo đáy lợi nhuận trong năm 2023 và tăng trưởng phục hồi trở lại trong quý 3 và quý 4 năm 2024 và đây cũng chính là một cái nền tảng rất là quan trọng cho cái đà phục hồi của lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết và giá cổ phiếu trong năm nay. Tại buổi tọa đàm với chủ đề Thị trường chứng khoán xây nền tích lũy bứt tốc diễn ra sáng mùng 5 tháng 3 tại Hà Nội, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định để hoàn thành mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán trong năm 2025, Việt Nam hiện còn 2 tiêu chí cần hoàn thiện, gồm ký quỹ trước giao dịch và tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng sẽ quyết liệt để ban hành cái chương trình hành động để thực hiện cái chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 theo cái quyết định số 1726 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời thì chúng tôi cũng sẽ tích cực phối hợp với các cái tổ chức quốc tế như các thành viên thị trường để đưa ra những cái giải pháp nhằm nâng hạng thị trường trong cái thời gian sớm nhất. Với ký quỹ, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, cơ quan này đã trao đổi với các tổ chức xếp hạng quốc tế để tìm giải pháp. Cơ quan này đã trình Bộ Tài chính có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số văn bản, trước mắt không yêu cầu ký quỹ 100% bằng tiền đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức. Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư rà soát ngành nghề, đồng thời công bố thông tin minh bạch bằng tiếng Anh để nhà đầu tư nắm thông tin tỷ lệ sở hữu của các doanh nghiệp một cách dễ dàng nhất. Thưa quý vị, do khí hậu lạnh nên mùa hoa xuân ở vùng cao Hà Giang thường nở muộn hơn các địa phương khác. Khi mùa xuân đến, các bản làng vùng cao lại căng tràn nhựa sống bởi những sắc màu rực rỡ của các loài hoa. Tấm áo được dệt từ màu hoa đào, hoa lê, hoa mận, cộng với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đã tạo nên một điểm nhấn thu hút du khách trong những ngày đầu xuân. Lao Sa là bản làng biên giới thuộc xã Sùng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang với hơn 100 hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Mùa xuân đến, bản Lao Sa như được bao phủ bởi sắc hồng của những cánh đào phai, sắc trắng tinh khôi của hoa lê, hoa mận trên những triền núi đá. Chính vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng đã giúp cho nhiều du khách chọn Lao Sa là điểm đến trong những ngày đầu xuân. Mình cũng thấy được cái thông tin, cái cảnh đẹp như thế, bọn mình là cũng phải nên để săn đón ngay để có những sưu tầm những cái bức ảnh đẹp độc trong cái mùa hoa đào của Hà Giang. Mùa xuân về, đất trời Hà Giang như bừng nở, hoa lá đâm chồi nảy lộc và lòng người cũng rộn rã hân hoan. Vẻ đẹp của những sắc hoa xuân trên các bản làng vùng cao đã hình thành tua tuyến những sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần tăng thu nhập cho người dân và quảng bá du lịch ở địa phương. Chúng em là người ở miền xuôi lên nên khí hậu, không khí này rồi khoa cảnh đẹp ở đây rất là choáng ngợp, và cũng muốn có thời gian để ở Hà Giang để thật là lâu để khám phá thêm các cảnh đẹp nữa. Quảng bá về hình ảnh và về mảnh đất và con người Hà Giang phải tiếp tục có chiều sâu hơn, phải có những sản phẩm khác biệt và những sản phẩm thực sự đáp ứng với nhu cầu của sách. Cùng với sự chuyển giao của đất trời, núi rừng Hà Giang cũng thức giấc với những mảng màu rực rỡ của các loài hoa. Và mỗi độ xuân về, vùng đất nơi địa đầu cực Bắc lại đón chào du khách bằng những vẻ đẹp riêng của các loài hoa, của thiên nhiên và con người gần gũi, thân thiện.